Hello mọi người, sáng nay mình ra vườn nè mọi người, mà trời nó âm u, nó buồn, nó không còn ấm áp như hồi xưa nữa. Trời bắt đầu lạnh rồi. Wow, ở đây mình có cây lan nở mà mình không biết luôn. Wow, mùa này mà cũng còn lan út hả ta? Hôm nay đó, mình cố tình mình ra vườn để mình quay cho mọi người mấy cây ổi mà ông xã mình ánh dép mà nó thành công với mọi người. Đây nè, chẳng hạn như cây này á là cây Đài Loan Ruby. Thì cái cây này á, là cái gốc này á, là cũng là gốc gốc cây mễ mình trồng từ hạt các mọi người, mình ghép vô cây Đài Loan Ruby. Thì sau khi ghép á, thì ông xã mình ảnh mới ghép vô ngược lại một cái cây gốc bự hơn như vậy nữa. Tại vì với cái thân này á, thì không biết chừng nào nó có trái. Nó sẽ có trái năm tới nhưng mà sợ là nó nuôi không nổi, tại vì nó còn nhỏ đó mọi người, thì cây phải lớn cứng cáp thì có trái. Thì ảnh mới nói mình là thôi ảnh sẽ ghép vô cái gốc cây mễ bự như vậy để cho mình có trái mau hơn. Tại vì từ trước giờ cái cây ruby Đài Loan tụi mình cũng chưa được ăn, chỉ mới có mua thôi. Thì đây là mọi người, ảnh ghép vô thì lúc ảnh ghép á mình không biết là nó có bông chưa, nhưng mà hiện tại bây giờ mình thấy là nó đậu được ba trái, đậu được ba trái nha mọi người. Mà mọi người thấy cái thân ghép á, cái tép nó bắt đầu nó bể ra rồi và cái thân nó cũng phình ra rồi. Thì ảnh nói với mình là nó ok, nó healthy rồi đó mọi người, nó sống rồi. Mọi người nhìn cái cây nè, nó lên mạnh chưa nè. À, đáng lẽ ra đó là tụi mình có thể cắt được rồi, là cắt ngay cái khúc này nè mọi người, cắt ngay khúc này thì cái phần trên này nó sẽ trở thành ổi ruby Đài Loan, rồi cái cây này của mình cũng vẫn là ruby Đài Loan phần này luôn. À, nhưng mà anh nói là tại vì có ba cái trái này nó đậu á, cũng sợ là mình cắt sớm quá lỡ khi nó nuôi không nổi thì mất ba trái này uổng, cho nên là anh quyết định ảnh để thêm một chút nữa. Nhưng mà thật ra là nó ok, nó đã liền rồi nha mọi người, mình có thể tháo cái thép ra tại vì cây nó healthy rồi nè đó. Cái gốc này là gốc mễ to lắm mọi người, thì hy vọng mình nó sẽ nuôi được và nó đậu trái được, tại vì mình trồng với cái gốc này là bảo đảm mình sẽ có trái ăn sớm lắm. Tụi mình trồng trong một cái chậu, ở đây trồng trong một cái chậu nhưng mà tụi mình lại đục cái đít bỏ dưới đất. À, ông xã mình đã nói là cái gốc này nó cũng là một cái gốc kẹt thôi, nó cũng hơi khuất thì không biết nó có healthy hay không, cho nên là ảnh trồng như vậy để sau này mà có đổi ý thay đổi gì mà cái cây nó không tốt thì tụi mình đào lên dễ đó mọi người. Đó là hai cây mà tụi mình ghép lại đó mọi người, cũng ghép qua ghép lại cho vui thôi, tại vì cái giống ổi này mình nghe nó cũng ngon mà cái cây tụi mình mua thì nhỏ quá thì không biết chừng nào mới ăn được, cho nên là anh đã ghép vô cái gốc mễ to vậy cho mình rồi nè. Đó mọi người thấy đã không, ghép từ hồi tháng 7 nha mọi người, bây giờ tháng 10 đó, thấy nó đã không. Hy vọng nó đậu được cho mình ba trái này, thì sau này mình sẽ cắt khúc này đi. Cái phần trên của mình là ổi ruby Đài Loan và phần dưới cũng vẫn là ruby Đài Loan, tại cái mấu ghép nó nằm ở dưới này, không, mấu ghép hồi xưa đó nó nằm ở dưới này, thì cái phần trên này còn lại nó vẫn là ruby Đài Loan thôi. Đó, tụi mình cứ ghép qua ghép lại như vậy đó mọi người, tại vì cái cây này nó to thì mình mới mau có trái để ăn. Còn qua tới cây bên này cũng là một cây ổi mễ, mình nói ảnh trồng dưới đất trước cho mình để sau này mà có cái gì ngon á thì mình ghép vô nó dễ hơn, cứ trồng trước vậy thôi. Rồi qua tới bên đây là Thái Ruby. Thái Ruby thì năm nay không biết sao mình ăn mình thấy ngon quá trời luôn, cho nên mình nói ảnh là anh có chỗ nào mà dư chỗ hay gì thì cứ ghép Thái Ruby cho em, tại em rất là thích ăn. Thì cái cây này cũng là cây hồi xưa tụi mình ghép thôi mọi người, ghép từ cây chính của mình đó, thì cái này cũng là gốc ổi mễ trồng từng hạt rồi thành ghép vô Thái Ruby. Bây giờ một nhánh Thái Ruby mình ghép ngược lại vô một cây ổi mễ gốc to nữa. Cái gốc này thì không có bằng cái cây bên kia nhưng mà cũng là bự. Thì đó mọi người thấy nè, tháng cái này là ghép hồi mùng mùng 5 tháng 9 mà bây giờ nó đã healthy rồi, mọi người thấy không, nó lên nhánh rồi nè, đó nó cao chưa. Cái cây này á,
ông xã mình anh nói là nó bắt đầu nó phình ra, nó cũng sắp đầu nó tét cái thép ra rồi đó, mình có thể cắt được rồi. Tại vì cái cây này mình không có phải nuôi trái như cây kia thì mình có thể cắt bất cứ lúc nào, tại nó khỏe rồi. Thì nếu mà cắt á, mình sẽ cắt ngay đây nè mọi người đó. Cắt thì cây này vẫn phải cây thái ruby, rồi mình lại thêm một cây thái ruby nữa. Mọi người thấy thấy vui không? Mọi người ghép qua ghép lại, nhưng mà thôi mình để cho ảnh tự cắt đi, tại vì mình không có đụng qua ảnh mắt không hư cây rồi đổ thừa mình nữa. Nhưng mà đó, mình muốn chia sẻ với mọi người đó là cái sự thành công mà sau khi ghép cây đó, cây nó khỏe, nó mạnh, nó lên nè đó, cái nhánh này nó lên ào ào luôn, nó healthy chưa. Cho nên là mình nói ảnh là bây giờ vườn mà có cây gì mà dư chỗ cứ ghép thái ruby vô cho mình đi, tại mình rất là thích ăn cây đó. Còn qua tới bên này là táo thái. Táo thái thì hôm bữa có anh chị chỉ cho mình là cắt cái đọt đi thì nó sẽ đậu trái, thì mình thấy cũng ok lắm mọi người. Mình thấy cũng lai rai đậu đó mọi người, chứ mấy bữa trước là không đậu trái nào hết, thấy rụng. Mà mấy bữa nay mình thấy có đậu chút đỉnh, tại vì nó còn quá nhỏ cho nên là chưa có thấy được, nhưng mà thấy cũng có tiến triển tốt. À, cũng lai rai đậu vài trái, nhìn nó như vậy là giống như trái này, để mình cho mọi người coi nè, chút xíu mọi người có thấy không, nhưng mà cũng là đậu nè mọi người đó. Mọi người thấy không, nó đậu chút xíu nó lên như vậy đó, rất là nhiều rồi. Thì hy vọng là nó sẽ đậu đậu được, nhưng mà mình thấy nó cứ nhú nhỏ nhỏ rồi đó. Sorry mọi người, cái giọng mình nó hơi khàn tại trời lạnh á, hay dễ bị cảm lắm. Đây nè, trái này bự chưa, đây là có một trái nó cứ nó màu nó chín chín rồi nè, mình không biết ăn được chưa mà mình nôn nao cái trái này quá. Mình thấy nó cũng đổi màu rồi nè, nhưng mà mình nghĩ cái loại này nó hơi vàng vàng thì nó ngọt hơn, nên mình cứ để nó vậy thôi. Cái này là từ đợt bông trước, nếu mà đợt bông trước mà mình biết chăm sóc là bây giờ cũng nhiều lắm mọi người, nhưng mà mình không biết cho nên là nó rụng hết trơn, nó chỉ còn có mấy trái trên cây thôi. Thì hy vọng là cái đợt bông sau này là nó đậu cho mình đậu một ít thôi, không dám hy vọng đậu nhiều tại vì mình không biết cách chăm sóc. Hy vọng năm sau mình biết đó thì nó tốt hơn đó. Mấy trái bự bự này đã không, đây nè, ở đây có một trái nhỏ đậu, mình không biết mọi người thấy không, thấy mình coi đó, mọi người thấy không, đậu được trái đó đó. Nó rất là khó nhìn tại vì nó màu xanh mà nó bé nữa mọi người, nhưng mà cũng thấy ok đó. Hôm nay trời cũng âm u, ra vườn cũng cũng buồn mọi người, hết nắng rồi cho nên là nó không còn cảm giác mùa hè nữa. Cái cây này nè nó có một trái thái ruby chín rồi đó, mà mình cũng chưa hái vô, mình để dành cho con gái của mình. Khi nào mà ẻm thích ăn hay gì thì mình sẽ hái thôi, chứ cũng không có hái vội, tại còn có một trái duy nhất thôi. Thì cây này ông xã mình ảnh ghép hai nhánh, cái này là thái ruby, còn cái này là thái vuông đó, anh ghép vô như vậy để cho có nhiều trái ăn thôi mọi người, chứ cũng không có chỗ để mà trồng đó. Những cái này là đã sống rồi, đã thành công rồi cho nên là để vậy đó, cho nó có trái nó ăn. Còn cái cây này là ổi Đài Loan của mình nè, thấy nó cũng bự, nó có trái cho nên là ảnh mới up pot nó vô cái năm chậu 5 galông này. Tại vì thấy nó có trái á cho nên là cho nó nuôi thì cũng được một trái này ăn cũng được rồi. Chứ nhà mình thì cái ổi Đài Loan cũng to lắm cho nên là mình cũng không có nhu cầu mà phải trồng nhiều trong chậu hay gì hết, nhưng mà thấy có trái cho nên là cho nó bự bự chút xíu. Cái này là ổi crystal đó, mọi người thấy mình mua phân cá mình để dành nè, còn nữa trong nhà, tại vì họ tụi mình xài rất là nhiều phân cá rồi đất nữa cho nên là cứ mua để dành, thấy cái nào sale á là mua để dành thôi mọi người. Tuy là chưa có cần xài tới nhưng mà sale thì mua thôi, chứ mai mốt lúc mình cần thì không có.
Rồi đây là mọi người, đây là cái bịch muối, muối rim đó, tụi mình mua để bón vô cây, để cho cái cây nó phát triển lớn và cái mùi vị trái nó đậm đà hơn. Thì mình không có nhớ là hồi xưa mình mua loại khác, mình nghĩ là nó rẻ hơn một chút. Cái bịch này là mình mua 30 đồng ở trên Amazon, mà 30 đồng mà tới 19 pound lận mọi người, 19 pound. Thì mình cũng search vòng vòng á, thì mình thấy đây là rẻ nhất so với lại cái trọng lượng với lại cái giá tiền. Ở trong Home Depot nó cũng đang có bán nhưng mình không nhớ bao nhiêu, nhưng mà mình tính ra đó thì mình thấy mắc hơn một chút xíu, cho nên là mình mua cái loại này. Cái loại này thì vẫn là cái giá 30 đồng, mình không biết nó có sale hay không nhưng mà mình thấy rẻ nên mình mua, mình để dành tại vì nhà cũng hết rồi. Thì cái muối này tụi mình cũng xài rất là nhiều, cứ một tháng á, tụi mình bỏ vô một gốc cây một lần. À, tùy theo cây lớn nhỏ, giống như cây mà lớn thì lớn nhà mình đó, thì mình bỏ chừng 2 vốc tay vậy nè mọi người, mình bỏ vô cái cây đó rồi mình tưới nước thì nó thấm xuống. Còn mấy cái cây nhỏ nhỏ trong chậu 5 gallon này thì chắc chừng một chút thôi, khoảng 2 muỗng cà phê là đủ rồi, nhỏ nhỏ vậy. Thì đó tụi mình xài rất là nhiều, thì hiện tại mình không có thấy nó sale nhưng mà mình đang cần mình mua. Thì mình check Home Depot thì cái loại Home Depot thì nó cũng có loại khác nhưng mà tính ra thì nó mắc hơn chút xíu nên mình không có mua, mình mua Amazon. Thì đó, nhưng mà mình cũng hay search vòng vòng á, coi cái chỗ nào rẻ thì mình mua thôi, tại xài nhiều thì phải kiếm chỗ nào rẻ đó mọi người. Đây là cây ổi Thái Ruby mà cây lớn của mình đó mọi người, là từ trước giờ mình chiết hay là ghép gì đó cũng từ cái cây này nè. Mình nói mọi người là mình năm nay mình tưới nước hơi nhiều á cho nên là bông nó rụng hết. Thì được có mấy trái, hình như cây này năm nay mình được có 4 trái duy nhất thôi. Thì tụi mình mới mấy tháng trước tụi mình mới cắt đọt đó mọi người. Thì bây giờ những cái đọt mà mình cắt hết đều ra bông hết là mọi người. Mọi người thấy không, chi chít luôn. Thì mình không biết là với cái thời tiết bây giờ, không biết là nó có thích hợp để nó ra bông đậu trái hay không. Nhưng mà mình cũng hy vọng đi mọi người. Mọi người thấy nè, từng cái nắp mà mình cắt, mình tỉa đó, nó đều ra bông hết. Mọi người thấy đã không? Nhưng mà đậu hay không là chuyện của nó nữa, nhưng mà nhìn đã quá trời luôn mọi người, bông nè, coi như là cứ chỗ nào mình trim là nó ra bông, nó ra bông nè mọi người. Mình thấy bông mà mình thấy hả, khoái là khoái luôn, nhưng mà đậu hay không thì mình chưa biết, tại vì bây giờ nó cũng hơi nghịch mùa đó, bắt đầu nó lạnh rồi thì không biết ra sao. Hồi xưa lúc mà nó còn nhỏ đó, mình mua thì nó bằng tới đây thôi nè mọi người, chắc mình nghĩ chắc khoảng 4 feet thôi. Thì năm đầu tiên khi mà trời lạnh á, ông xã mình ảnh làm cái frame này để ảnh chùm lại cho nó mùa đông, tại vì cũng cưng cây này. Thì bây giờ mọi người thấy là nó lớn hơn cái frame tụi mình làm luôn, coi như là cũng cao lắm rồi, cho nên là chắc là vài bữa nữa cũng gỡ cái frame này ra thôi, đâu có che được nữa đâu, tại nó quá cao rồi. Đó, cho nên là mình muốn quay cho mọi người đó là ổi mà mình cắt đọt á mọi người, là nó sẽ ra bông tiếp tục. Nhưng mà đậu hay không thì mình không biết, nó phải là trời nóng á thì mình nghĩ nó mới có kết quả hơn. Nhưng mà thôi, nó ra bông thì cũng mừng trước đi. Đây, để ông mọi người chi chít luôn. Trời ơi, cái này mà nó đậu được thì thôi á, mừng ơi là mừng luôn. Tại cái cây này năm nay mình bị mất mùa, mình tưới hơi nhiều, nó rụng hết trơn luôn, không có cái nào đậu hết. Cho nên là buồn ơi là buồn, năm nay là không được ăn cây này luôn á. Mà bây giờ nó ra bông như vậy nè, thì hả, mong là nó sẽ đậu trái cho mình ăn. Quay cho mọi người cái chậu lan này, cái cây lan này mình thích nó ơi là thích luôn. Mình hả, lúc mà mình mua đó mình phải ráng mua cho bằng được luôn, mặc dù là nó hơi hả mắc chút xíu nhưng mình cũng phải nói mình phải mua cho bằng được cây này. Thì hôm nay mọi người thấy nó ra bông là mọi người thấy đã không, thật là hả, dễ thương. Cái mùi rất là thơm mọi người, nó thơm như là cái mùi chanh với mùi xả vậy đó, khó diễn tả lắm. Thường thường á, lan nó hay có cái mùi thơm giống như mùi thơm của hoa, nhưng mà cái cây này á, thì nó lại có mùi chanh với xả nên mình rất là thích nè. Nó có màu hồng không, rồi màu màu này là nó gọi là màu vàng, rồi màu trắng nữa. Nhưng mà vì nó hơi mắc tiền á, nên mình chỉ lựa có một cây thôi, thì mình lựa cây này, cây màu vàng. Mọi người thấy đẹp không, rất là đẹp mà nó thơm, mình thích nhất là mùi thơm của nó luôn á. Rồi qua cây này, cây này thì là
cũng thơm luôn mọi người. Nó có bông quanh năm, cứ hết đợt này nó ra đợt kia, mình cũng rất là thích luôn. Có vài cây mình thích lắm, nó ra hả liên tục cho mình luôn. Đây, đây là những cái loại lan ép gỗ của mình đây. Bây giờ những cái loại này là nó vô cái mùa mà mùa ngủ á mọi người, là mình không có tưới nước nhiều. Mình chỉ thấy khi nào nó khô lắm á mình mới tưới thôi. Còn ngoài ra mình để cho nó rest, mình không có đụng gì nó hết. Còn cái cây này nè, đang ra bông nữa nè mọi người. Đó, mọi người thấy cái nhánh không? Nó đang ra cái chồi bông nè. Từ từ nó sẽ ra bông. Bây giờ nó mới có cái nhánh thôi, nên mình treo ở đây cho nó sáng sáng một chút. Bây giờ bắt đầu bớt nắng rồi, cho nên là cũng lan nó cũng hết thích rồi, nó thích nắng. Có vài chậu của mình cũng đang nè, ra chồi nè, chồi bông nè mọi người. Mai mốt nó đẹp lắm, nó sẽ cao lên và nó ra hoa. Đó, vài cây mình đang đợi nó ra đó mọi người. Thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Xin chào tạm biệt mọi người và chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ.